Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Bà bầu bị ngứa khi mang thai, dấu hiệu tố cáo nhiều vấn đề sức khỏe. Bà bầu bị ngứa khi mang thai thường không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mẹ và bé. Tuy nhiên, tình trạng này lại gây mất thẩm mỹ và khiến mẹ bầu cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, đồng thời có thể là dấu hiệu tố cáo nhiều vấn đề sức khỏe của mẹ bầu. Mang thai là thời điểm mà cơ thể người phụ nữ sẽ trải qua rất nhiều biến đổi về trạng thái tâm lý và thể chất. Do sự thay đổi của nội tiết tố, hệ miễn dịch và sự lớn dần của tử cung theo sự phát triển của thai nhi, làn da của bà bầu sẽ bị giãn, khô, đi kèm với cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Làm thế nào để giảm cảm giác ngứa ngáy, khó chịu là thắc mắc phổ biến của rất nhiều bà bầu. Nếu bạn cũng đang ở trong tình trạng này, những chia sẻ sau của Hello Bác Sĩ có thể rất hữu ích với bạn đấy. Bà bầu bị ngứa có phải là điều bình thường? Bà bầu bị ngứa là điều khá bình thường. Theo thống kê, có đến 40% phụ nữ mang thai gặp phải vấn đề này và tình trạng đó sẽ biến mất sau khi sinh. Bạn có thể bị ngứa ở bất cứ vùng da nào trên cơ thể nhưng thường gặp nhất là ở lòng bàn tay, lòng bàn chân. Ngoài ra, một số mẹ bầu còn bị ngứa kèm theo dấu hiệu phát ban toàn thân, dạn da khi mang thai quá mức làm xuất hiện những mảng da bị ngứa ở bụng, ngực, mông, đùi. Tuy nhiên, nếu nhận thấy tình trạng ngứa và mẩn đỏ trở nên dữ dội, vượt ngoài tầm kiểm soát, bạn nên đến bệnh viện khám để xác định chính xác nguyên nhân nào khiến bà bầu khốn khổ vì ngứa trong thời gian bầu bí. Bình thường, ít ai để tâm đến chuyện ngứa ngáy, nhưng với các mẹ bầu thì chỉ một thay đổi nhỏ nhất của cơ thể cũng khiến họ lo lắng cả ngày dài vì không biết điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe của bé hay không. Về cơ bản, tình trạng ngứa da không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, bởi nguyên nhân gây ra những cơn ngứa này là do rối loạn tuần hoàn trong cơ thể người mẹ. Do sự gia tăng của hormone estrogen hoặc do thai nhi phát triển, cơ thể tăng cân khiến da vùng bụng, đùi, ngực bị dạn, gây ngứa. Ngoài ra, bà bầu bị ngứa cũng có thể là dấu hiệu của tình trạng ứ mật thai kỳ, đặc biệt là nếu bị ngứa nghiêm trọng trong tam cá nguyệt thứ 2 hoặc thứ 3. Ứ mật thai kỳ là tình trạng mà mật, một chất lỏng được tạo ra ở gan giúp hệ tiêu hóa phá vỡ chất béo, không lưu thông bình thường trong các ống nhỏ của gan mà tích tụ lại trong da, gây ngứa ngáy dữ dội toàn thân. Tình trạng này không gây phát ban nhưng khiến da ửng đỏ, đau rát với những vết xước nhỏ do gãi nhiều. Theo các chuyên gia, tình trạng mẹ bầu ứ mật trong thai kỳ sẽ biến mất trong vài ngày sau sinh mà không để lại biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu bị ứ mật thai kỳ có thể bị sinh non, do đó, bạn cần gặp bác sĩ để có cách điều trị sớm. Bên cạnh việc tăng cân, thay đổi hormone, còn có một số nguyên nhân khác khiến bà bầu bị ngứa, tiêu biểu là bệnh sẩn phù ở phụ nữ có thai PUPPP. Đây, Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Đây là bệnh thường gặp ở 3 tháng cuối thai kỳ và không ảnh hưởng nhiều đến bé cưng trong bụng. Mách bạn cách giảm cảm giác ngứa ngáy khi mang thai đơn giản nhưng hiệu quả. Nếu nguyên nhân gây ngứa là do mắc chứng ứ mật thai kỳ, bạn sẽ được theo dõi chặt chẽ cho đến khi em bé chào đời. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể cho bạn uống các loại thuốc để giảm ngứa hoặc các loại kem dưỡng da an toàn. Tình trạng ứ mật trong gan còn có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ vitamin K. Do đó, bác sĩ sẽ chỉ định bổ sung vitamin K nếu cần thiết. Nếu chỉ bị ngứa do khô và dạn da, bạn có thể thử một số biện pháp đơn giản sau để giảm cảm giác ngứa ngáy. Khó chịu, một, bà bầu không nên cào, gãi khi bị ngứa. Một trong những sai lầm mà nhiều bà bầu hay mắc phải khi bị ngứa là gãi mạnh. Thực tế, bạn càng gãi thì lại càng ngứa và càng làm cho vùng da sẩn ngứa lan rộng, lâu dần có thể để lại sẹo về sau. Do đó, thay vì gãi, bạn có thể dùng một chiếc khăn ấm hoặc một chiếc khăn mát chườm vào vùng da bị ngứa để cảm thấy dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn những bộ quần áo rộng, làm từ các loại vải tự nhiên như cotton để tránh tình trạng quần áo cọ sát vào da, gây kích ứng và khiến bạn ngứa ngáy, khó chịu. Bạn cũng có thể sử dụng thêm các loại gel hoặc tinh dầu được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên như dầu dừa, hạnh nhân, hướng dương để giữ ẩm và chống dạn da. 2. Duy trì chế độ ăn giàu dinh dưỡng để tránh gặp phải tình trạng ngứa ngáy. Khó chịu thường xuyên, bạn cần uống đủ nước mỗi ngày và ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin A, vitamin D như cá, gan, trứng, các loại rau củ, các sản phẩm từ sữa, dầu ô liu. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh các loại thức ăn cay nóng và dễ gây dị ứng như thức ăn nhanh. Ớt. 3. Bà bầu bị ngứa nên thường xuyên tập thể dục. Bà bầu nên duy trì thói quen tập thể dục điều độ mỗi ngày với các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga, thiền. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp máu lưu thông tốt hơn, từ đó giúp giảm cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Nếu bạn chọn những bài tập ngoài trời, đừng quên bôi kem chống nắng để ngăn ngừa những vết thâm trên da nhé.
4. Tăng cường đề kháng da bằng cách giữ vệ sinh cơ thể. Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể và là nơi tiếp xúc đầu tiên với môi trường bên ngoài. Chính vì vậy, đây là địa phương lý tưởng để các loại vi khuẩn gây bệnh tấn công và cư ngụ, cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể. Da cũng có khả năng đề kháng tự nhiên hay còn gọi là đề kháng da để chống lại sự xâm nhập của các tác nhân gây hại. Nếu đề kháng da suy yếu, da bạn sẽ trở nên nhạy cảm, dễ bị tổn thương, ngứa ngáy trước sự kích thích của các tác nhân gây hại từ bên ngoài và bên trong cơ thể. Do đó, một trong những cách đơn giản nhất để giảm nguy cơ bị ngứa trong thời gian mang thai là tìm cách tăng cường đề kháng da. Thực tế, việc này rất đơn giản, ngoài việc duy trì một lối sống lành mạnh, bạn chỉ cần thường xuyên vệ sinh cơ thể bằng một sản phẩm chăm sóc da thích hợp. Không có mùi hương quá mạnh để tránh gây kích ứng da, việc tăng cường vệ sinh cơ thể bằng một sản phẩm sữa tắm diệt khuẩn phù hợp. Có khả năng kết hợp cùng đề kháng da còn giúp bảo vệ mẹ bầu hiệu quả khỏi các vi khuẩn gây bệnh, từ đó luôn khỏe mạnh trong thai kỳ. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.